dược này, cho nên là tầm nhìn rất là hạn chế đối với các bác tài xế. Tuấn Trực cũng khuyến cáo một lần nữa với quý bác tài nào chuẩn bị có lộ trình đến đây để đi khu vực thành phố Hồ Chí Minh hoặc là đi các địa phương khác, mà chúng ta đi sang khu vực BOT cầu Rạch Miễu, thì bà con của mình cũng nên cân nhắc lại khoảng thời gian, đặc biệt ngay thời điểm này là giờ cao điểm, và chúng ta nên đi vào khoảng thời gian là tầm 20 giờ hơn đến sáng thì nó sẽ thuận tiện nhất. Còn vào những khoảng thời gian khác thì thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc ở khu vực này. Cho nên là bà con của mình đến đây thì mình di chuyển khó khăn, thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến lộ trình hoặc là đến thời gian mà chúng ta hoàn thành công việc. Và đó là một khuyến cáo một lần nữa. Mình vừa đi nghe chức năng radio trên cái máy WinTech này. Đây là một cái máy mà nghe nhạc mà phải dùng từ là đa năng, với chức năng chính là đĩa CD hoạt động ok. Ngoài ra mình có thể đọc được USB nè, thẻ nhớ SD nè, nghe được radio AM, FM luôn. Đây, phía dưới đây nó ghi nè: radio, CD, MP3, USB. Và một hình thức rất là độc đáo, gọn để mình bưng đi di chuyển để nhiều nơi khác nhau, nằm võng đông đưa để kế bên nghe rất là gọn nè, nằm trong phòng ngủ để đầu giường nè, hoặc đi du lịch sách theo cũng gọn. Đây, nó có cái quai sách nha, có quai sách đây, kích thước gọn lắm luôn á. Chiều ngang như vậy á là 20 cm, chiều sau và trước ra sau á là 18 cm, và chiều cao là 10 cm. Nó gọn cực kỳ luôn. Mình xách đây, đây em xách cho các anh xem nha, gọn như vậy đây. Radio thì mình có anten nè, mình có thể dương người ta là gài xuống nè đó. Em xách một lần nữa cho mình xem nha. Lưu ý giúp em, hàng Nhật điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Cần mua đổi nguồn thì em bán kèm theo luôn, giá là 200.000. Hoặc nhà mình có ổn áp đổi nguồn sẵn rồi thì mình cứ lấy điện 100V ra sử dụng. FM, AM, B3, SD, USB và đĩa. Đĩa thì ở đây có chữ OFAN, mình lấy cái tay nè, mình quéo lên. À, em đang bỏ đĩa lưu anh lon trong đây. Mà mắt của nó đọc cực kỳ nhạy luôn, đĩa nào cũng đọc được hết, không hề kén đĩa. Ở bên đây có cái nút gặt, nếu mà mình gặt qua đây là tắt nguồn. Tắt nguồn thì cái đèn ở chỗ này nè, nó mất tiêu nè. Đó, mình gặt qua đây tắt nguồn. Bật cái kế là radio. Bật cái cuối cùng là nghe được CD, USB, SD. Nó có hướng dẫn cho mình nè. Ở đây là volume nha, volume lớn nhỏ của cái máy nghe nhạc này, máy nghe nhạc WinTech hàng nội địa Nhật. Bây giờ mình sẽ test đĩa. Mình nghe CD, volume bình thường. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại bên cửa hàng em là 0931008099. Các anh gọi đến số này để em tư vấn và chốt hàng. Mua hàng thì có thể gọi trực tiếp nè, sẽ có nhân viên tiếp máy tư vấn, hoặc nhắn tin Zalo sẽ có nhân viên gửi hình ảnh chi tiết và tư vấn cho các anh chọn một sản phẩm ưng ý trước khi mình chốt hàng. Bên em bán hàng thì không bao ship, vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Hàng bán ra các anh có thể chuyển đủ 100% hoặc là chuyển cọc giúp em. Nếu mà mua cái máy này thì có thể cọc giúp em 300.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Còn chuyển đủ thì em sẽ tặng cho mình một cái jack kết nối điện thoại ở ngoài sau, nó có ngõ kết nối điện thoại luôn nha. 3.5 ra 3.5 dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính. Dàn này full tất tần tật tất cả các chức năng cực kỳ tiện dụng. Ở đây là cái nơi dò radio nè. Cái núm này mình xây dò radio AM FM nha. Đây là cái loa. Bên đây cũng là cái loa. Bây giờ mình mở lớn volume lên nghe nhạc. Ra đi chẳng ra từ, nghe em thấy ấm. Chỉ bằng bàn tay của mình thôi, kích thước như cái bàn tay mình thôi, cực kỳ gọn tuyệt vời luôn á. Sách đi du lịch hay là nằm võng mà nghe là phơi luôn, khỏi chơi về cái kích thước cũng như là nhiều chức năng ở trên cái máy này. Em bước bên trường, 20 năm cuộc mộng dơ dàng, khắc sâu bóng nàng lắng trong cung đàn. Em trả bài cho mình xem nha. Đĩa đọc cực kỳ tốt. Vậy là chức năng CD ok. Tiếp theo thì mình test
USB. Đây, USB nó hiện trên cái màn hình nè. Đó, nó nhận bài cực kỳ nhảy và nhanh luôn. Giờ mình nghe bài của Sơn Tiền nha. Em để đụng nhỏ dây điện rồi. À, mình sẽ nghe lại chức năng cuối cùng là SD nha. Tại em đụng nhỏ dây điện nó tắt luôn cái USB. Nè, cạc nè, là thẻ SD. No cạc, do em chưa để thẻ. Bây giờ em sẽ rút cái thẻ SD mình đút vào. Ở đây có cái chiều nè. À, mình cứ đút thẻ vào, sau đó nó nhận bài liền. Rất là nhanh. À, mình trả bài đây. Đây là thẻ nhớ SD, USB, CD. Ok, còn CD mình bật nhẹ lên như vậy để lấy đĩa. Bây giờ em xin kết thúc clip test luôn nha. Các nào mua hàng cứ liên hệ 0931008099, địa chỉ 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để em giúp hàng cho các anh. Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tàn trần.